Nếu như bạn đã chán ngấy những cái hộp bút như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ treo nha. Chất liệu được làm từ vải không dệt nên rất là chắc chắn. Muốn dùng thì cứ việc treo lên. Trời ơi, những cái phòng đẹp lên hẳn luôn ha. Không xài nữa thì cũng lại thôi, rất là gọn. Túi này có sức chứa cực khủng. 5 ngăn nhỏ của cái túi này là đủ để cho nguyên một cái hộp bút kia luôn còn vừa. 2 cái ngăn to này thì ta nói để cái gì vô cũng được luôn á. Còn 2 chiếc móc nhỏ này dùng để treo tai nghe, dây sạc, chìa khóa đồ là ok luôn á. Và đặc biệt rất tiết kiệm diện tích khi treo vậy nha. Tuy nhiên là túi này xài nó hay bị nghiêng nên phải chỉnh lại hoài à, hơi bất tiện xíu. Nhưng mà cái này so với hộp bút thì mình thích dùng cái nào hơn? Foxy, review thật thà.